Điều tôi muốn tâm tình là như vậy. Có một số lần tôi đã đi dự đại hội tại Texas, và những dịp dưỡng linh ở Texas thì tôi cảm nhận cái sự hào hùng của tiểu bang này và sự mạnh mẽ của Hội Thánh Chúa. Mà trong không khí đó, nhiều lúc nhìn vào California thì thấy giống như là một cái tiểu bang ngoại đạo nào đó. Rồi nhiều người không biết chắc là mấy ông mục sư ở California nó như thế nào nữa. Tuy nhiên tôi muốn tâm tình với chúng ta rằng đất và mọi sự của thế gian thuộc về Chúa của chúng ta. Và vương quốc của thế gian này rồi sẽ thuộc về Đấng Christ. Và chúng ta đi, tất cả những điều vinh hiển là thuộc về Chúa. Và khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta thuộc về nhau. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cùng đi với cái sự cầu nguyện cho liên hội của chúng ta, cho công việc của vương quốc Chúa. Tôi biết rằng ban chấp hành liên hội sẽ quyết định, sẽ cầu nguyện và quyết định về chủ đề. Tuy nhiên tôi có một điều xin cầu nguyện, là tôi xin Chúa cho tất cả chúng ta đều cầu nguyện là kỳ đại hội 37 sắp tới sẽ là kỳ quy tụ đông đảo nhất giới trẻ và lãnh đạo giới trẻ giữa vòng chúng ta, để chúng ta có thể trao những ngọn đuốc của phúc âm Chúa, của sự hầu việc Chúa cho giới trẻ lớn lên với rất nhiều năng lực và rất là nhiều cái tiềm năng để có thể tiếp nối công việc của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.